Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng máy cắt cỏ Honda. Đây, con nhập nguyên chiếc từ Thái Lan nha. Mình sẽ mở máy cho các bạn xem. Đó. Cái này là model của máy này, UMK410T nha các bạn. Con này dùng các bạn có thể thấy đây là máy thiết kế nguyên chiếc nha, lắp ráp sẵn luôn đó. Đây là dây đeo, của máy thiết kế cũng dây đeo. Còn đây là phiếu bảo hành Honda chính hãng nha các bạn, máy bảo hành 12 tháng Honda chính hãng Honda luôn. Ở đây có một cái phiếu là sách hướng dẫn sử dụng, catalog của máy đó. Ở đây UMK. Bây giờ mình sẽ lấy máy cho các bạn xem. Con này sử dụng động cơ Honda 4 thì nha. Mình sẽ lấy máy đây cho các bạn xem nha. Đó. Ở đây máy thiết kế nguyên chiếc luôn. Chúng ta chỉ cần ráp tay cầm vào và gắn dây điện vào là được. Còn đây là bộ phụ tùng đi theo của máy. Một cái lưỡi, lưỡi bằng thép. Nguyên chất cỏ. Ở đây là kính bảo hộ này như vậy. Tay cầm được cho vô để các bạn xem nha. Đây máy thiết kế đây cầm gắn liền, đây các bạn phải tháo cái miếng ốp trên này ra nha mới gắn vào được. Cắt luôn cái bọc này để cho các bạn dễ hình dung nha. Đó, cắt luôn. Đó, các bạn gắn tay cầm vào. Xong, tiếp theo sẽ gắn lưỡi nha. Cắt thì các bạn lật máy lại. Để lật. Lật các bạn lại như thế này cho nó dễ lắp cũng được.
đây có một cái lỗ nhỏ các bạn. Đó, các bạn giữ lại để cho nó có cái đầu vò này nó khỏi bị chạy. Chúng ta bắt đầu gỡ nó ra. Đó. Nó sẽ lắp lưỡi vào. Ở đây dùng cái lưỡi của cái lưỡi UMK này rất là nặng nha, nặng hơn cái lưỡi thông thường rất là nhiều. Và nó là bằng thép khá là nặng, tại vì động cơ của máy khá là mạnh nha các bạn, nên nó xài lưỡi nặng không bị sợ bị nặng máy. Mình sẽ đóng lại. Đó, chúng ta siết chặt 100% luôn. Bây giờ các bạn kiểm tra quay thử nó bị kẹ không. Đây rất máy rất là nhẹ nha, không bị kẹ. Rồi ok. Tiếp theo sẽ gắn cái chắn cỏ vào. Nó đo khoảng cách như thế này là ok. Các bạn có thể nhích lên tí xíu hoặc là đi xuống tí xíu là được, tùy vào tầm nhìn của mỗi người. Thế là lại lắp xong. Ở đây bây giờ chỉ cần gắn cái miếng để đeo vào là được. Cái dòng UMK này của Honda này thiết kế dây đeo cũng một bên nha các bạn. Đây một bên dây đeo các bạn bắt vào đây. Các bạn có thể bắt bên trái hoặc bên phải tùy vào tay thuận của mỗi người. Đó, thông thường thì mình sẽ lắp phía bên trái. Đó. Thì đeo thì các bạn sẽ đeo như thế này. Để đua qua qua như thế này nha. Đó, và cầm như thế này. Ở đây ống ri nhỏ có thể điều chỉnh như độ rộng tùy vào khổ lưng của mỗi người. Của mỗi người ta điều chỉnh khổ rộng như thế này hợp lý. Thì cách thì các bạn sẽ để máy như thế này. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng máy nha. Đây là con Honda nguyên chiếc. Đó. Con này sử dụng động cơ 4 thì của Honda nha. Ở đây là bình nhiên liệu của máy. Đó, bình xăng của máy. Tiếp theo bên này là bình nhớt. Nhớt thì các bạn chăm khoảng 150ml. Đó. Chăm thì các bạn không nên chăm nhớt đầy quá nha. Xăng các bạn có thể chăm đầy được nhưng mà nhớt chúng ta chỉ cần chăm ở đầu cây là được rồi. Hoặc là quá lắm thì phía giữa thôi. Khi chăm đầy quá thì nó dễ bị tràn xăng, tràn nhớt với bình xăng con lắm nha. Đây là ống xả. Đây là bộ lọc gió của máy. Đó, phần nguyên ở đây là phần lọc, bộ lọc gió của máy. Buji của máy thì nằm phía trong nha, tại buji nằm phía trong nên mình không có mở ra được. Tiếp theo đây là chập giật, độ chập giật động cơ Honda. Đối với động cơ Honda thì cái độ chập giật của nó giật rất là nhẹ nha, nhẹ và êm nữa. Đây là nút nguồn của máy. Ở đây các bạn để ý nè, ở đây đẩy lên là stop nha. Khi khởi động máy người ta đè kéo xuống đó. Ở đây nó có một ký hiệu nhỏ nè, giống mũi tên, đẩy lên là tắt máy nè. Đây là dây cầm ta bóp như thế này,
đó. Khởi động máy thì sau khi cho châm xăng và nhớt đầy đủ, xăng riêng nhớt riêng các bạn nhớ nha, động cơ 4 thì xăng riêng nhớt riêng, thì các bạn mở gió ra. Đó, ta mở gió, các bạn để ở nó mất 50%, để nó mất một nửa. Tiếp theo ta sẽ mở nguồn, các bạn nhớ là mở nguồn mới giật máy mới nổ nha. Sau đó ta giật tầm 2-3 cái thì máy sẽ nổ, còn những lần sau thì ta chỉ cần giật một cái thì máy sẽ nổ. Đó, các bạn sẽ thấy đây là toàn cảnh của con UMK. Cảm ơn các bạn xem video của mình.